thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày 15 tháng 6 ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh dương văn trang chủ trì hội nghị thông báo kết quả hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 và quán triệt phổ biến các nghị quyết chỉ thị kết luận của bộ chính trị ban bí thư dự hội nghị có phó bí thư thường trực tỉnh ủy a bớt phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê ngọc tuấn phó bí thư tỉnh ủy nguyễn văn hòa Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối 124 điểm cầu trên địa bàn tỉnh với hơn 6.000 cán bộ đảng viên tham dự. Hội nghị đã thông báo kết quả hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa 13, quán triệt nghị quyết số 36 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới. Phổ biến chỉ thị số 21 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 54 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phổ biến chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thông tin vi phạm của nhóm tàu hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức thông báo kết quả hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 và quán triệt phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến đội ngũ cán bộ đảng viên ở địa phương, đơn vị mình đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời căn cứ thông tin định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với thông tin vi phạm của nhóm tàu hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc và những vấn đề cần lưu ý trong công tác tuyên truyền để lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền tại địa phương đơn vị. Trong đó quán triệt rõ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc bảo đảm môi trường hòa bình ổn định để phát triển giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa hai nước tăng cường theo dõi nắm bắt thông tin trên báo chí mạng xã hội và tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên nhân dân để kịp thời định hướng tuyên truyền ổn định dư luận ngăn chặn phản bác các tin xấu độc xuyên tạc nhất là trên không gian mạng bí thư tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo tỉnh ủy thường xuyên theo dõi hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thông báo kết quả hội nghị trung ương trong toàn đảng bộ tỉnh đồng thời nghiên cứu tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy cụ thể hóa các chỉ thị kết luận của ban bí thư trung ương đảng bảo đảm cụ thể xác thực khả thi